Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Ngày 27 tháng 1 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị số 03 đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, người lao động trong các cơ quan tổ chức liên quan không tổ chức du xuân trong giờ hành chính làm ảnh hưởng đến công việc. Với kiến trúc cổ kính và linh thiêng, đền Mẫu được coi là điểm du xuân tâm linh thu hút du khách bậc nhất ở Hưng Yên. Những ngày cao điểm, khu di tích đón hơn 10.000 du khách, nhưng những ngày thường chỉ đón khoảng 2.000 khách. Ghi nhận trong buổi sáng đầu tuần, lượng du khách đến dâng hương chiêm bái ít hơn hẳn so với 2 ngày cuối tuần và các ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Các điểm gửi xe để vào khu di tích khá thông thoáng, chủ yếu là biển xe ngoại tỉnh và hoàn toàn không có xe biển xanh. So với những năm gần đây thì năm nay lượng xe công và cán bộ công chức đi lễ vào những ngày thường thì là hầu như không có. Lượng du khách vào những ngày như mùng 6 Tết vừa qua, như hôm nay là thứ hai thì cũng vắng vẻ hơn so với những ngày Tết và 2 ngày cuối tuần vừa rồi. Ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động, cán bộ công chức viên chức thực hiện nghiêm việc không đi lễ hội du xuân trong giờ hành chính, tập trung bắt tay vào công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên để xử lý những thủ tục liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân và những công việc tồn đọng chậm tiến độ do nghỉ Tết. Chúng tôi bố trí vào cái dịp mà nghỉ lễ Tết. Đến thứ nhất chúng tôi đi tham quan, trước hết là đưa con cháu nhà mình đến thăm ví dụ như di tích lịch sử quốc gia của địa phương là đình Đồng Hạ, và thăm ví dụ như vãng cảnh chùa của địa phương, rồi là một số những cái tỉnh lân cận. Thế nhưng mà chúng tôi sẽ đi là vào cái ngày nghỉ của cán bộ công chức. Thực hiện chỉ thị 03 của Chính phủ thì Đảng ủy chúng tôi đã tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng, và chúng tôi cũng đã quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức viên chức và đảng viên thực hiện nghiêm túc trực và làm việc trong những ngày hành chính, trong giờ làm việc. Còn muốn tham gia các hoạt động lễ hội du xuân thì tổ chức thời gian hợp lý, tốt nhất là tham gia lễ hội vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Du xuân là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, nét đẹp văn hóa ấy chỉ thực sự đẹp khi được thực hiện đúng quy định, không ảnh hưởng đến thời gian làm việc công.